dây mà căng là cua nó ăn đó mọi người. Hôm nay nước quá trời lớn luôn, bự không năng, chắc không thấy đâu hả? Chà bá lửa luôn, quá quá thấy không? Đó là con cua nào mọi người, dây mà nó chuột chưa bún à. Này ra bằng giả vàng luôn. Ồ, hôm nay tôi nghĩ xuống á, mới xuống à, gắm khoảng cỡ 6 cái đùi gà. Hôm nay nước lớn quá trời luôn, nước lớn giống vậy thì mình câu nha mọi người. Cái dây căng quá mọi người. Nãy giờ cái chỗ này là nghỉ vớt, nãy giờ là 5-6 con ở đây rồi nè. Mình không có chạy đâu hết á. Cái chỗ này nè, cái chỗ này là nãy giờ là nghỉ vớt hồi nãy, tại có một tay nghỉ không có quay được á, là nghỉ vớt 3-4 con rồi đó. Quá bự luôn, coi như nãy giờ được 7 con rồi. Tối này chắc có lý rồi nha. Em dở lên, dở lên. Ồ, con cua không mập mấy ha. Ủa, thấy không? Cái bự thôi chứ không mập mấy. Tám em. Thơm. Em mọi người ơi, mới lên bỏ cua xuống thì giờ nó quất nữa rồi nè. Hôm nay có lý rồi nè, kiếm đủ 30 con thôi nè. 20 con rồi hả? À? Ít rồi hả? À? Ok, sao cũng được. Ủa, hai con kìa. Đâu dở lên coi đây. Dở lên coi. Ủa, có trình nái luôn mẹ. Đó, đây cũng cần rồi nè, thấy không? Cái dây mà căng như vậy á. Còn này chú đi, này chú đi. Em đây là cá nè. Mới chài, chài mùa này chài cá khó lắm nha mọi người. Cái gì? Hai con nữa kìa. Nặng quá hả? Cùng hai con thiệt trời. Trời ơi, nó chạy nó cũng đủ. Trời ơi. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Trời ơi, hai tại hai cái đùi gà. Mày làm lẹ quá. Uổng ghê luôn trời. Bên đây năng nữa mọi người. Lên đi bưởi. Lên đi bưởi. Đừng có sống nữa nha cu. Ồ, cậu con này bự rồi ngang. Hả? Thú vị. Cua này cua đực không mọi người. Ở đây thì tụi nghĩa lấy cua đực thôi nha. Cua cái tụi nghĩa thả. Nó cho mình lấy cua cái. Mượn nè. Nó cho mình lấy cua cái nhưng mà cua cái cái thịt nó không có ngon. Cái thịt nó không có ngon như vậy để cho nó đẻ. Thằng con cua bự cua đực thì ăn ngon hơn. Con là dám một phao. Còn bự thì nãy giờ câu con bự bự gì không á. Ơi, gần đủ 20 rồi, gần đủ xã hội. Thôi thả đi bự quá. Thành quả hôm nay nè. Hai mấy em cua. Hai mấy con cua. Cái này năm nay cua ít lại. Cua đực quá. Còn con cua. Hai tiếng mấy á. Ô cua cái thả vậy? Ừ, cái thả đi. Ta để nó bắt. Chỉ có hai mấy con cua đực này mình lấy thôi, cua cái thì mình thả. Chứ lại một con cá. Bây giờ thì tụi Nghĩa đi về. Lạnh quá trời lạnh rồi. Cua mới bắt về. Gần 2 giờ sáng rồi cũng phải luộc rồi. Chứ để lâu nó không có ngon. Wow. Cua bự quá trời bự luôn. Được một chay mọi người. Con cua nè. Bự giả mang luôn. Con này là quá bự luôn. Quá giá bự. Cua nó nóng. Nó nóng quá. Cua mà tới bự luôn. Còn nặng lắm nha. Wow. Cua lần này nó không có chắc lắm mọi người. Mà coi cái thịt nè. Cua đực thì nó thịt nhiều hơn. Nhưng mà đợt này nó không có chắc. Quá đã luôn rồi, xin mời mọi người nha.